Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món tép chiên bột. Đây là một món ăn rất đơn giản và dân dã nhưng rất ngon và được ăn kèm với bún rau sống và nước mắm tỏi ớt chua ngọt. Hoặc chúng ta cũng có thể ăn với cơm trắng. Cũng rất là bắt cơm. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào bếp làm với mình nha. Nguyên liệu dùng cho món ăn này rất là đơn giản. Mình có 200g tép. Với món này mình sẽ dùng tép nhỏ nhé. Nếu gia đình chúng ta nhiều người thì có thể tăng thêm lượng tép. Và mình có thêm một chút hành lá. Hôm nay mình sẽ dùng bột chiên giòn và mình dùng bột chiên giòn Mezan. Bột này thì đã pha sẵn gia vị. Và một gói khoảng 150g. Mình có thêm các loại rau sống, dưa leo, chuối chát. Phần rau sống thì tùy theo sở thích của gia đình mỗi người nhé. Phần rau ăn kèm của mình gồm có xà lách, rau thơm, ngò và rau răm. Các bạn có thể thay đổi các loại rau khác nha. Bây giờ thì mình sẽ đi làm phần nước chấm. Mình sẽ cho vào 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm và 5 muỗng canh nước lọc. Tiếp đó mình sẽ quậy cho phần đường tan hết. Mình sẽ thêm vào một muỗng canh nước cốt chanh. Nước mắm các bạn cũng có thể gia giảm. Tùy theo gia đình mình thích ăn chua ngọt nhiều hay ít. Sau khi phần đường đã tan hết thì mình cho tỏi ớt đã băm nhuyễn vào sau cùng. Như vậy phần tỏi ớt sẽ nổi lên trên bề mặt của chén nước chấm, trông rất là hấp dẫn. Tiếp theo mình sẽ đi pha phần bột để chiên tép. Mình sử dụng hết gói bột chiên giòn mà mình có. Với 150g bột chiên giòn thì mình sẽ dùng 200ml nước, nhưng mà mình sẽ cho vào từ từ nhé. Các bạn mà làm lần đầu tiên mình cũng nên cho nước vào từ từ. Như vậy mới có thể căn độ lỏng hay là đặc của bột. Nếu mà bột đặc quá thì miếng tép chiên sẽ bị cứng. Mình quậy cho bột tan đều và chảy thành dòng như này là được. Sau khi quậy bột xong thì mình sẽ cho phần tép vào. Mình cũng cho hết phần hành lá vào đây luôn. Để ngon hơn mình có thể thêm một chút tiêu vào. Nhưng mấy nhỏ nhà mình rất là thích ăn món này. Mà mấy cháu không ăn được cay nên mình sẽ không để tiêu nha. Tiếp theo thì mình sẽ đi chiên tép. Mình sẽ cho một chút dầu vào chảo cho nóng. Rồi múc một giá bột và chiên. Mình chiên với mức lửa vừa thôi nha mọi người. Khi mình thấy phần rìa của miếng bánh vàng đều thì mình sẽ trở và chiên mặt bên kia. Bánh vàng đều mình sẽ vớt ra để cho ráo dầu. Và tiếp tục chiên hết số bột mình có. Đây là dĩa bánh tép chiên bột mà mình vừa chiên xong, nóng hổi, rất là giòn, thơm nữa. Mình sẽ cắt thành những miếng nhỏ để chút xíu ăn kèm với bún, bánh tráng và các loại rau sống. Và bây giờ mình sẽ ăn thử nha mọi người. Mình mời cô chú anh chị và các bạn ăn cùng mình. Món ăn này rất là đơn giản và cũng không có mất nhiều thời gian để mình chế biến. Nguyên liệu thì dễ tìm nhưng ăn lại rất là ngon. Chấm thêm nước chấm chua ngọt với ớt cay cay. Mọi người có thể làm món này để đổi bữa cho gia đình mình nhé. Video hôm nay của mình cũng xin dừng tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem. Nếu mọi người xem thấy hay, vui thì hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh.
để ủng hộ mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.